Ít nhất 6 người vừa bị bắt với cáo buộc tham gia tổ chức cờ bạc trực tuyến tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, với số tiền ăn thua lên đến 87 triệu đô la. Một số báo tại Việt Nam hôm thứ Hai 9 tháng 7 2018 cho hay, đường dây cá độ trên mạng quy mô lớn trên cả nước mới bị triệt phá, thông qua mạng cá độ M88 với máy chủ đặt tại Philippines liên tiếp những tháng gần đây nhiều tổ chức cờ bạc trực tuyến liên tiếp bị phá vỡ tại việt nam chứng tỏ nạn cờ bạc khá phổ biến con bạc có thể ngồi ngay tại nhà mình hay sử dụng điện thoại thông minh tại bất cứ chỗ nào để tham gia cá độ Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra khi nhiều nước trong vùng Đông Nam Á báo động nặng cơ bạc trực tuyến tăng vọt khắp nơi trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Tháng trước, ngày 22 tháng 6, báo chí cho hay 4 người cầm đầu đường dây cá độ khác với số tiền lên đến 600 tỷ đồng bị triệt phá ở Sài Gòn. Theo báo tuổi trẻ, 6 người vừa bị bắt ngày 7 tháng 7 vừa qua tổ chức cơ bạc trực tuyến trên cả nước, nhưng trọng tâm là Hà Nội, Sài Gòn và Đồng Nai.